Vâng, chào các bác nhá. Và hôm nay shop phụ kiện săn bẫy lại giới thiệu tới các bác cái mẫu lụp hai mặt của bên em, mẫu lụp bẫy cuốc các bác nhá. Thì trong thời gian vừa rồi cái mẫu lụp này em đã bán cho các bác rất là nhiều. Và hôm nay qua một cái video này em lại giới thiệu lại tới các bác mà đang chuẩn đi bẫy cuốc. Thì đây là cái mẫu lụp cuốc hai mặt, cái mẫu lụp cao cấp nha các bác nhá. Đấy, chất liệu bằng, hoàn toàn bằng inox xịn đấy các bác ạ. Bên trong thì là một cái lượt lưới. Cái lượt lưới này là lượt lưới đặt nha các bác nhé. Cho nên là các bác rất chi là yên tâm và tin tưởng. Bởi vì cái lượt lưới này nó rất chi là chắc chắn. Các bác có thể dùng đến vài năm vẫn không bao giờ hỏng được. Đây là cái lượt của con người nó vào để sập đây này. Thì bên em cung cấp ra hai trên thị trường hai cái mẫu lụp này. Một loại bằng cỏ khô, cỏ giả đây các bác này, đấy, rất chi là giống thật nhé. Còn một loại là ngụy trang bằng lá. Thì cái lụp cuốc này là cái lụp bẫy hai mặt các bác ạ, bên này một mặt và bên này một mặt. Thì bên em có cả cái lụp cuốc đơn nữa, nhưng mà hôm nay thì em hết rồi, em đã giới thiệu hai cái lụp cuốc kép này thôi. Giá cả thì các bác cứ alo trực tiếp lên số điện thoại em để bên dưới nhá. Lúc nào giá cũng hợp lý nhất trên thị trường luôn. Đây là cái mẫu lụp hai mặt lá đây này các bác này. Rất chi là đẹp. Thì cam kết với các bác là hoàn toàn cái chất lụp đây là bằng inox nha các bác nhé. Chất liệu rất chi là tốt. Và giới thiệu luôn với các bác là những cái con cuốc mồi. Đây ví dụ như các bác mà đi bẫy cuốc mà chưa có những cái con cuốc mồi thì các bác báo luôn với shop nhé. Shop sẽ cung cấp cả những con cuốc mồi cho các bác. Cuốc mồi này thì là con cuốc thật các bạn, nhưng mà qua quá trình là xử lý là để cho nó thành cái con cuốc nhồi keo, rất chi là đẹp đấy, mượt mà rất chi là đẹp nhá. Đấy, dùng để cho các bác đi đánh cuốc. Thì đi đôi với cái việc đi đánh cuốc và cuốc mồi thì bên em còn bán cả những cái dòng loa và thẻ có tiếng cuốc để các bác đi đánh nhá. Thì cái dòng loa này dòng loa 998, dòng loa giá rẻ nhưng mà chất lượng rất chi là tốt, pin nó bền từ 8 đến 10 tiếng. Thì đây các bác sẽ sử dụng những cái loa giá rẻ và một cái thẻ nhớ là các bác đã có thể đi đánh cuốc rồi nhá. Thì cái dòng loa này thì cũng nói luôn với các bác là dòng loa của Trung Quốc, nhưng mà cái chất lượng nó rất chi là tốt. Đấy, độ pin bền. Dòng loa 998 đây. Thì đi cùng với dòng loa này thì nó có một túi đeo này các bác này. Một túi đeo và một điều khiển từ xa. Một bích trợ giảng và một dây sạc pin và một dây đeo này các bác nhé. Đấy thì giá của nó rất chi là hợp lý, các bác quan tâm cứ alo trực tiếp nhé. Bên em có đầy đủ các phụ kiện săn bẫy để cho các bác đi săn bẫy cuốc, bẫy chim. Thì đây là cái mẫu loa 998 được rất chi là nhiều bác ưa chuộng, dòng loa giá rẻ, chức năng sử dụng thì rất chi là dễ. Đối với các bác mà đi chuyên nghiệp rồi thì hôm nay em chỉ giới thiệu qua như thế này thôi nhá. Đây này các bác này, sẽ bật lên ở đây. Đấy, nút tắt mở sẽ là ở đây nha các bác nhá. Đấy, bề mặt rất chi là đẹp. Ở đấy thì các bác mà chọn bộ lụp cuốc, cuốc mồi và loa thẻ nhớ để đi đánh cuốc thì alo trực tiếp đến bên shop nhá. Các bác mua chọn gói lúc nào giá cũng là rẻ nhất, hợp lý nhất thì các bác cứ alo trực tiếp. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dòng loa cũng như là dòng bẫy của bên shop em. Vâng, thì các bác xem video, các bác ấn vào chuông và ấn đăng vào đăng ký để mỗi lần em giới thiệu những cái sản phẩm của bên em, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất nha các bác nhé. Vâng, chào các bác.